Bây giờ có hai nốt đen rồi, bây giờ đơn giản là chỉ cần viết thêm hai nốt đen đúng không? Không, nếu không muốn viết hai nốt đen thì viết được một nốt trắng đúng không? Thì một nốt trắng thì bằng cái gì? Đấy, cho vào đây là xong. Có rất nhiều trường hợp, nhưng mà để trường hợp mà thực dụng nhất để viết ra ca khúc, cứ pha một cái, tức là viết ít nhất có thể. Đấy, bởi vì cái này là để nó dừng mà, chứ đâu phải để tạo ra tuyến giai điệu, đúng không? Nên là không cần thiết. Còn nếu mà thích vẽ hoa mèo hoa sói thì em sử dụng cái này thì em ghi được tỷ nốt, đúng không?